Rạng sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với U23 Jordani, chưa thèm vòng chung kết U23 châu Á. Dù không thể chiến thắng đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn thấy được nhiều dấu hiệu tích cực từ các học trò. Trong hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển U23 Việt Nam có phần lép vế hơn trước U23 Jordani. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta cũng tạo ra được một vài cơ hội thực sự nguy hiểm. Làm mới toàn bộ đội hình trong hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chơi ngang ngửa với đối thủ. Mặc dù vậy, vẫn không có bàn thắng nào được ghi từ cả hai bên. Bước vào loạt sút luân lưu, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua với tỷ số penalty 3-4. Đánh giá về trận đấu này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, dù mọi thứ chưa như ý muốn, nhưng các cầu thủ đã thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu lạc quan. Toàn đội sẽ có thêm khoảng 6 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng bảng gặp U23 Coes vào ngày 17 tháng 4 tới.